Cửu Châu Thiên Không Thành là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc phần tiền truyện của cuốn tiểu thuyết Hoa Tư Dẫn. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ của hai bộ tộc lớn, đó là Nhân tộc và Vũ tộc. Vũ tộc có năng lực bay lượn trên không nên được muôn dân coi là đấng thần minh. Họ cư ngụ trên Cô Xạ Sơn thuộc Thành Đô, đây là nơi có thể bay lên cao trở thành Thiên Không Thành. Nhưng vào một lần như vậy, Thiên Không Thành phát nộ khiến cho Vũ tộc vô cùng tức giận. Trong nghi thức quan sát bầu trời của Nhân tộc, cô gái Dịch Phục Linh bị nghi là người đã khiến cho Thiên Không Thành phát nộ. Dịch Thục Linh từng gặp gỡ thanh niên quý tộc Phong Thiên Giật, xuất phát từ tinh thần trượng nghĩa, lại không tin nàng đã gây ra chuyện như vậy nên đã âm thầm giúp đỡ nàng. Sự việc Thiên Không Thành phát nổ vốn là do Vũ tộc tự gây nên. Hiểu được nguồn gốc, Phong Thiên Giật và Dịch Thục Linh đã cùng nhau hóa giải, cùng nhau giải trừ được chiến sự. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.